Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ Sáu ngày 7 tháng 12 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình Thời sự tối nay có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, phân loại và giải quyết dứt điểm các vụ án là những mấu chốt quan trọng trong công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2019 tại Lâm Đồng. Lâm Đồng đẩy mạnh liên kết và tìm giải pháp cho việc tiêu thụ nông sản. Trao sinh kế cho phụ nữ tại những vùng nông thôn của tỉnh Lâm Đồng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hỗ trợ khách du lịch. Thâm hụt thương mại Mỹ cao kỷ lục trong 10 năm qua. Khi người dân thực sự đồng thuận, yếu tố then chốt trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự hành chính năm 2019. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tỉnh ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự cùng đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Nội chính và lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý trên 14.800 việc, tăng 3,78% so với năm 2017. Trong đó, trên 11.300 vụ việc có điều kiện giải quyết, đã giải quyết gần 8.300 việc đạt tỷ lệ 73%, giảm 145 việc so với năm 2017. Tổng số tiền thụ lý trong năm 2018 là trên 3.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2017. Trong đó đã giải quyết xong trên 471 tỷ đồng, đạt tỷ lệ gần 40% số tiền có điều kiện giải quyết, tăng 18,8 tỷ so với năm 2017. Về kết quả tổ chức thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự tại các trại giam thuộc Bộ Công an, có gần 300 việc đã thi hành xong, thu hồi số tiền trên 6,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được năm 2018, số việc liên quan đến tín dụng và ngân hàng được thi hành còn thấp, các án liên quan kiểm biên, bán đấu giá nhưng chưa được xử lý. Vẫn còn tình trạng tuyên án không rõ gây khó khăn trong thi hành. Vì vậy, đến tham dự và chỉ đạo hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng cần bám sát các chương trình trọng tâm của Tổng cục Thi hành án dân sự và Bộ Tư pháp, cũng như mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019. Tập trung tuyên truyền phổ biến luật thi hành án dân sự, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở để từng bước nâng cao nhận thức của người dân. Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và kịp thời tuyên dương khen thưởng và nhân rộng các nhân tố điển hình. Về phía Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh mong muốn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, cũng như triển khai đồng bộ có hiệu quả các văn bản liên quan, tập trung rà soát, phân loại và giải quyết dứt điểm các vụ án. Đối với lãnh đạo, cần nêu cao gương mẫu, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh vững vàng, đồng thời đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động giải quyết các án của Cục Dân sự, Tòa án. Viện Kiểm sát cùng các ban ngành tiếp tục phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc xử lý các loại án dân sự. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt được Bộ Tư pháp trao kỷ niệm chương về sự nghiệp tư pháp Việt Nam. Một tập thể và 3 cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 4 tập thể và 44 cá nhân được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong năm 2018. Chiều hôm qua tại huyện Bảo Lâm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị giao ban công tác thi đua năm 2018 cụm 2, gồm Ủy ban Kiểm tra của 6 huyện thành phố phía Nam. Ông Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo vụ địa phương 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các địa phương. Trong năm 2018, Ủy ban Kiểm tra của 6 đơn vị phía Nam đã làm tốt công tác tham mưu, lập chương trình kế hoạch kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác kiểm tra, có 9 tổ chức đảng có nhận khuyết điểm vi phạm, trong đó có 2 tổ chức đảng vi phạm phải thi hành kỷ luật. 7 tổ chức đảng còn lại được chỉ đạo để rút kinh nghiệm. Kiểm tra 15 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, có 6 đảng viên phải thi hành kỷ luật. Công tác kiểm tra đều thực hiện đúng phương châm, nguyên tắc của đảng, thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên, lập và lưu trữ hồ sơ đảm bảo theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra của các đơn vị thường xuyên thực hiện giám sát tổ chức đảng và đảng viên,
kiểm tra công tác tài chính đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đảng viên liên quan đến các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm trong quản lý, chấp hành chỉ thị, nghị quyết của đảng, giữ gìn đạo đức lối sống. Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra 6 huyện, thành phố phía Nam đã nêu lên những mặt thuận lợi khó khăn trong công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ủy viên, ủy ban kiểm tra. Kiểm tra công tác tài chính đảng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo đảng viên liên quan đến các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, nghị quyết của đảng, đảng viên vi phạm, công tác cho các ủy viên, ủy ban kiểm tra. Kết luận hội nghị, ông Dương Công Hiệp, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, yêu cầu các đơn vị cần bám sát chương trình kế hoạch hàng năm toàn khóa trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, đảm bảo tính khách quan, dân chủ, đúng nguyên tắc. Kiểm tra, giám sát cả những tổ chức đảng, đảng viên nhằm biểu dương và nhân rộng cách làm hay, vận dụng, sáng tạo. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra các huyện, thành phố cần có sự phối hợp tốt với ban tổ chức, các ban xây dựng đảng, thực hiện tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ. Về những khó khăn vướng mắc, tới đây Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sẽ tổ chức tập huấn, hướng dẫn để các đơn vị nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong thời gian tới. Lâm Đồng đẩy mạnh liên kết và tìm giải pháp trong việc tiêu thụ nông sản. Trao sinh kế cho phụ nữ tại những vùng nông thôn của tỉnh Lâm Đồng là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị bàn về công tác liên kết tiêu thụ nông sản. Tham gia có đại diện các sở ngành liên quan, các doanh nghiệp thu mua chế biến nông sản trong và ngoài tỉnh, cùng một số nông dân Lâm Đồng. Lâm Đồng hiện nay đã hình thành các vùng chuyên canh tập trung như 67.000 hectare rau, sản lượng đạt 2,37 triệu tấn, gần 8.900 hectare hoa, sản lượng hơn 3,3 tỷ cành, hơn 12.600 hectare chè, sản lượng 167.000 tấn, cà phê 147.000 hectare, sản lượng 507.000 tấn, hơn 2.000 con bò sữa, sản lượng gần 77.500 tấn sữa mỗi năm. Hiện Lâm Đồng có 125 chuỗi liên kết sản xuất với sự tham gia của 78 doanh nghiệp, 38 hợp tác xã, 42 tổ hợp tác và khoảng 13.000 nông dân. Tuy nhiên, tỷ lệ nông sản tham gia chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ còn thấp, chỉ đạt từ 8,2 đến 34% đối với trồng trọt. Riêng sản phẩm chăn nuôi đạt cao hơn từ 30 đến 97%. Vì vậy, trong thời gian tới, Lâm Đồng đưa ra các định hướng phát triển liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản như các địa phương trong tỉnh đều hình thành chuỗi liên kết. Đến năm 2020, xây dựng được 160 chuỗi, 2030 có 200 chuỗi, ít nhất 70% chuỗi được chứng nhận các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng đạt 50% sản lượng, tỷ lệ rau củ được sơ chế đạt 80%. Tại hội nghị này, các doanh nghiệp trong lĩnh vực thu mua chế biến nông sản đã dành thời gian tìm hiểu về các nông sản Lâm Đồng. Trong đó, nhiều doanh nghiệp tìm nguồn nguyên liệu để thu mua quả cà chua, thân gỗ, Magic S. Một số đơn vị thu mua trái tươi, có đơn vị thu mua để sơ chế thành nước ép, bột hòa tan, mứt sấy dẻo, thực phẩm chức năng. Có đơn vị sẽ trồng cây Magic S để phục vụ du lịch Canh Nông. Các đơn vị này cũng cho biết hiện nay thị trường tiêu thụ Magic S còn rộng lớn bởi các giá trị dinh dưỡng của nó. Trong lúc đó, hiện Việt Nam là nước duy nhất trong châu Á trồng loại cây trồng này. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng nông dân không bán được quả Magic S là do nông dân và doanh nghiệp chưa gặp nhau. Mặt khác, một số sản lượng quả này không đạt tiêu chuẩn chất lượng, nhưng nông dân vẫn giữ giá bán quả cà chua thân gỗ của thời kỳ sốt giá. Thông qua hội nghị này, các doanh nghiệp đã trực tiếp thu mua các sản lượng Magic S trong nhân dân, đồng thời đề nghị nông dân sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng để doanh nghiệp có thể ký hợp đồng thu mua lâu dài, đồng thời mở ra các mối liên kết ở một số nông sản khác giữa nông dân và doanh nghiệp. Kết luận hội nghị, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đề nghị trong thời gian tới, các cấp các ngành cần đẩy mạnh tuyên truyền và hỗ trợ hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác, tăng cường công tác liên kết tiêu thụ nông sản, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, đặc biệt đầu tư công nghệ, thu hút đầu tư chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị nông sản và nâng cao thu nhập cho nông dân. Sáng nay, ông Phan Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị tổng kết đề án tuyển chọn tri thức trẻ là người dân tộc gốc Tây Nguyên có trình độ đại học để tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Đề án tuyển chọn đào tạo bồi dưỡng tri thức trẻ là người dân tộc gốc Tây Nguyên tăng cường về làm phó chủ tịch các xã thuộc tỉnh Lâm Đồng, gọi chung là đề án 50, được triển khai từ tháng 5 năm 2013. Qua quá trình công tác, đến nay trong 43 trường hợp được đào tạo, đã có 12 trường hợp được đứng vào hàng ngũ của đảng, 11 trường hợp được tuyển dụng vào công chức cấp xã, 4 trường hợp được bầu cử giữ chức vụ phó chủ tịch xã, 2 trường hợp giữ chức danh bí thư đoàn xã, 16 trường hợp còn lại vẫn đang hợp đồng tại các đơn vị chưa được bố trí, sắp xếp vào các chức danh cán bộ công chức cấp xã. Và có 10 trường hợp nghỉ việc thuộc các địa phương Đà Oai, Đức Trọng, Lâm Hà, Chi Linh và Đam Sông. Sau 5 năm, các đội viên của đề án đã nhanh chóng tiếp cận công việc được giao, chủ động tham mưu, giúp cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác ban hành quy chế làm việc, cải cách hành chính, tham gia điều hành các hoạt động của Ủy ban Nhân dân xã theo đúng quy chế làm việc. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng, đề xuất và triển khai các chương trình đề án, dự án, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Qua đó khẳng định, việc triển khai thực hiện đề án là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với thực tiễn ở các xã thuộc huyện nghèo. Bản thân em thì mới đầu thì nói chung là về cái trình độ, năng lực thì vẫn còn hạn chế nhất định. Tuy nhiên là sau khoảng một thời gian công tác, rồi thông qua các lớp đề án này thì bản thân em từng bước tiếp cận được với công việc được giao. Và hàng năm đều được tập thể cũng như là lãnh đạo nhận xét thì hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Muốn của bản thân mình như các trí thức trẻ ở các xã khác thì mong muốn cái cuối cùng là khi tiếp tục tạo điều kiện bồi dưỡng thêm, rồi bố trí, rồi công việc cho lớp đề án, đặc biệt là cái người dân tộc thiểu số được bố trí vào các vùng sâu vùng xa thì sẽ sau này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác làm việc, cũng như cơ cấu về bổ sung thêm tiêu chí và các bố trí ở các vị trí làm việc của đề án. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đánh giá công tác thực hiện triển khai đề án 50 của tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh những kết quả thuận lợi, nhiều đại biểu cho rằng khó khăn nhất hiện tại do bộ máy chủ chốt và đội ngũ công chức cấp xã đã ổn định cùng với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, do vậy không có vị trí để bố trí. Bên cạnh đó, độ tuổi của học viên còn khá trẻ, được đào tạo bài bản về chuyên môn nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế, cũng như năng lực quản lý điều hành nên chưa đáp ứng được nhu cầu. Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Phan Văn Đà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện, đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề án đề ra. Biểu dương các đội viên đề án 50 của tỉnh đã tâm huyết và có nhiều nỗ lực trong công tác, góp phần tạo diện mạo mới cho huyện nghèo. Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai, đề án 50 cũng bộc lộ những khó khăn nhất định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương cần quan tâm các trường hợp chưa được bố trí việc làm phù hợp. Trước mắt thì tôi xin đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, Ủy ban Nhân dân các xã là có cái sự rà soát lại cái vị trí việc làm, cái số biên chế mình được giao, mà ưu tiên giải quyết cái công ăn việc làm cho anh em tham gia cái đề án 50 này. Và trong cái quá trình mà giải quyết đó thì tôi cũng biết là một số xã thì chủ động giải quyết được, một số huyện là có khả năng chủ động giải quyết được, nhưng bên cạnh đó cũng sẽ có một số địa phương do nhiều cái lý do khách quan khác nhau thì không thể xử lý được, đúng không? Thì tôi đề nghị là các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp huyện là tổng hợp tất cả những cái trường hợp này, báo cáo về cơ quan thường trực của đề án là Sở Nội vụ, và sau khi tổng hợp đầy đủ tất cả những cái trường hợp này thì tôi đề nghị là Sở Nội vụ là trao đổi thêm với ngành Lao động Thương binh Xã hội, ngành Tài chính, các sở ngành có liên quan là chính thức tham mưu cho Ủy ban tỉnh giải quyết đối với một số lao động mà từ cấp chính quyền của xã, từ cấp chính quyền của huyện họ tự thân họ không giải quyết được. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức triển khai thực hiện đề án. Chuyển sang thông tin khác, thông qua nguồn vốn đầu tư của nhà nước, trong 10 năm qua, huyện Chi Linh đã đầu tư gần 100 tỷ đồng đảm bảo an sinh xã hội cho người dân vùng di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp, sinh sống tại địa bàn xã Hòa Nam và Hòa Bắc. Trong đó, đầu tư giai đoạn 1 là 70 tỷ đồng,
giai đoạn 2 trong năm 2018 đến năm 2020 là gần 30 tỷ đồng. Cùng với xây dựng cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm, nguồn vốn đầu tư tập trung hỗ trợ bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật mới và sản xuất. Nhờ đó, hiệu quả kinh tế có sự cải thiện đáng kể. Như cà phê, nếu như năm 2008 chỉ đạt 2 tấn trên 1 hecta, đến nay năng suất đạt bình quân 5 tấn trên 1 hecta. Các loại cây trồng khác như lúa nước, bắp và rau màu cũng phát triển cho thu nhập cao. Các vấn đề nước tưới cho cây trồng, hệ thống nước sạch môi trường được đầu tư đồng bộ. Việc giao khoán bảo vệ rừng cho người dân trong vùng rừng được thực hiện đảm bảo. Để tiếp tục cải thiện an sinh xã hội trong vùng, Ban Quản lý rừng Hòa Bắc, Hòa Nam, huyện Di Linh, đơn vị chủ đầu tư dự án thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp dân cư, phát triển nông nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng. Năm 2018, huyện Bảo Lâm đã đầu tư trên 12 tỷ đồng, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, xây dựng và mở rộng mô hình giảm nghèo. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh và bền vững, trong năm 2018, huyện Bảo Lâm đầu tư trên 12 tỷ đồng cho chương trình. Từ nguồn kinh phí này, huyện tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, xây dựng và mở rộng mô hình giảm nghèo, công tác truyền thông, giám sát đánh giá hiệu quả của chương trình. Bên cạnh đó, địa phương cũng triển khai các chính sách giãn lồng ghép hỗ trợ giảm nghèo như chính sách tín dụng hộ nghèo, chính sách về y tế, dân số, giáo dục cũng như hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo. Thông qua các chương trình hỗ trợ đầu tư nêu trên, đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Bảo Lâm còn khoảng 3,02%, giảm 316 hộ, tương đương với 1,04% so với năm 2017. Riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số trên 7%, giảm 216 hộ, tương đương 2%. Ở nông thôn, làm ruộng, canh tác trên nương rẫy là công việc thường ngày của các nông hộ. Tuy nhiên, đối với những gia đình không đủ đất canh tác, thì một số thành viên, đặc biệt là người phụ nữ, thường đến những nơi khác để làm thuê, làm công nhân để trang trải cho sinh hoạt hàng ngày. Để giữ chân lao động địa phương, giải quyết thu nhập lúc nông nhàn cho phụ nữ nông thôn, hỗ trợ phụ nữ nghèo, nhiều mô hình đã được triển khai. Trong đó, việc trao phương pháp sinh kế cho người phụ nữ để họ tự vươn lên bằng tự sức mình. Phát triển kinh tế gia đình đã mang lại nhiều hiệu quả tại những vùng nông thôn của tỉnh Lâm Đồng. Nhận được đơn hàng mới, các chị em tổ may mặc gia công lại tập trung tại nhà của một thành viên tại xã Đà Kho, huyện Đạ Tẻ. Người cắt, người may, người kiểm tra thành phẩm cuối cùng và sắp xếp sản phẩm. Trong tiếng máy may, đều đều là tiếng nói, tiếng cười, tiếng kể chuyện của các chị về việc nhà, việc đồng áng. Với hơn 20 thành viên, tổ may mặc gia công không chỉ giúp các chị có thêm thu nhập lúc nông nhàn mà còn trang bị thêm kỹ năng về cắt may quần áo, đáp ứng tiêu chuẩn của các đơn hàng xuất đi các thành phố lớn trong nước. Với phụ nữ nông thôn thì cái việc làm này rất là có ý nghĩa. Tại vì nông thôn thì người ta chủ yếu là làm nông, cái thu nhập là rất là thấp và là nó là bấp bênh. Mà cái thời gian nhàn rỗi thì rất là nhiều. Vì vậy mà giờ để mà cái thời gian nhàn rỗi đó thì mình tận dụng được thì mình làm vào cái công việc này để thêm cái thu nhập. Làm ruộng, làm rẫy thì nói chung là mình chỉ tranh thủ thời gian thôi. Vì con cái, nhiều chị có con nhỏ nên mình cũng tranh thủ thời gian để làm thêm, phụ thêm trong gia đình vậy đó. Hàng này thì nó làm quanh năm nên thu nhập bình quân một tháng thì chắc cũng được từ 3 đến 5 triệu. Nói chung là nó cũng tùy theo hàng nữa. Bên cạnh tổ may mặc gia công thì tổ hợp tác gia công len tại xã Đà Kho, huyện Đạ Tẻ cũng là một trong những mô hình thu hút và tập hợp được những phụ nữ nông thôn lúc nông nhàn. Tại đây, những bộ phận của một chiếc áo len sẽ được chuyển đến từ các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua quá trình lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh, những chiếc áo len này sẽ được kiểm tra và chuyển đến các doanh nghiệp để xuất khẩu. Đối với những chị em có nhu cầu gia công sản phẩm tại nhà sẽ được tổ hợp tác hỗ trợ về máy móc. Với thu nhập từ 3 đến 10 triệu đồng một tháng, công việc nhẹ nhàng, lúc rảnh rỗi đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho hội viên phụ nữ vùng nông thôn Đạ Kho này. Mình làm ở dưới thành phố đó, là quen mấy chị em ở dưới đấy cũng kiểu cũng gia công đó. Thế mình lấy hàng về làm dần dần là quen, nói chung là do mình công việc của mình á, mình quen dần dần là liên hệ được với lại công ty, thế là trực tiếp là lấy trên công ty. Cái này thì nó khó, thì không phải là khó mà nó hơi tỉ mẩn. Nếu như mà mình yêu nghề thì nhanh ý một tí thì học cũng nhanh thôi. Đây là cái xu thế mới mà chị em phụ nữ của nông thôn này đang tìm tòi, đang hướng đến. Và Hội Phụ Nữ huyện thì cũng mong muốn là trong thời gian tới sẽ phát triển thêm những cái tổ liên kết như thế này đến các xã thị trấn.
để cho cái phụ nữ nông thôn nó là có việc làm ổn định hơn. Phụ nữ dù ở thành thị hay nông thôn đều đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, xây dựng gia đình hạnh phúc. Giải quyết việc làm tại chỗ cho phụ nữ nông thôn không chỉ giúp họ có thêm thu nhập cho gia đình và giữ chân lao động nữ, mà còn góp phần xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, tiến bộ, văn minh tại những vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Trước khi chuyển sang phần tin trong nước và quốc tế là những thông tin khác. Chiều nay 7 tháng 12, Điện lực Đà Lạt tổ chức hội nghị khách hàng và tổng kết công tác tiết kiệm điện năm 2018. Điện lực Đà Lạt hiện quản lý trên 350 km đường dây trung thế, 605 km đường dây hạ thế, 614 trạm biến áp với trên 67.800 khách hàng sử dụng điện thường xuyên, tăng gần 3.000 khách hàng so với cùng kỳ. Trong 11 tháng năm 2018, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Đà Lạt đạt trên 296 triệu kWh, tăng 10,2% so với cùng kỳ. Trong thời gian qua, nhờ chú trọng công tác quản lý, vận hành, thường xuyên duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống điện, nên trong thời gian qua đã hạn chế phần nào các trường hợp mất điện, quá tải cục bộ tại các giờ cao điểm, vào các ngày lễ và các sự kiện quan trọng tại địa phương. Bên cạnh đó, thông qua công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, hưởng ứng các chương trình tiết kiệm điện, Điện lực Đà Lạt đã tiết kiệm được 6,3 triệu kWh. Tại hội nghị, các khách hàng cũng đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng, đặc biệt là giảm thiểu thời gian cắt điện, tổ chức xử lý sự cố nhanh nhất nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn điện ổn định, phục vụ đời sống, sản xuất, sinh hoạt của người dân và các tổ chức đơn vị trên địa bàn. Cũng trong tháng tri ân khách hàng năm 2018, Công ty Điện lực tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức 12 trên 12 hội nghị khách hàng tại các điện lực trực thuộc với trên 400 khách hàng tham gia. Chiều ngày hôm qua, huyện Đơn Dương đã bàn giao nhà tình thương cho 4 hộ nghèo. Trên địa bàn huyện, từ nguồn kinh phí của Công ty Sổ số Kiến thiết Lâm Đồng tài trợ năm 2018, các căn nhà được trao cho bà Võ Thị Minh Hòa, tổ dân phố Lâm Tuyền, thị trấn Đờ Răng, bà Phạm Thị Phương, thôn Châu Sơn, xã Lạc Xuân, bà Lê Thị Phấn, ngụ tại thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra, và ông Lưu Anh Vũ, ở thôn Lạc Thành, xã Tu Tra, là những hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và là người khuyết tật. Ngoài nguồn kinh phí tài trợ 30 triệu đồng một căn, các địa phương cũng đã trích từ nguồn quỹ vì người nghèo để hỗ trợ cùng gia đình đối ứng, xây dựng nhà tình thương. Thay mặt chính quyền địa phương, ban lãnh đạo huyện Đơn Dương đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Công ty Sổ số Kiến thiết Lâm Đồng đã giúp cho các hộ nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trên địa bàn huyện Đơn Dương có nơi ăn chốn ở ổn định, từ đó an tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Qua đó giúp các gia đình thêm phần ấm áp nhân dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Ngày 7 tháng 12, Cục Phòng chống tệ nạn xã hội phối hợp với Sở Lao động Thương binh Xã hội Lâm Đồng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán người, cai nghiện ma túy, người bán dâm với sự tham gia của gần 40 đại biểu là cán bộ làm công tác quản lý tuyên truyền viên phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại diện Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đã giới thiệu một số nội dung về thực trạng tệ nạn mại dâm, ma túy và mua bán người, những cơ chế chính sách pháp luật liên quan và kỹ năng hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán người, người nghiện ma túy, người mại dâm. Từ những nội dung tập huấn sẽ là cơ sở để đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội xác minh, nắm bắt những thông tin, kiến thức cần thiết, đồng thời tiếp nhận, trao trả, bảo vệ người bị buôn bán trở về, người nghiện ma túy, mại dâm, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương và đảm bảo các quyền lợi chính đáng của nạn nhân. Những nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước và thế giới: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hỗ trợ khách du lịch; thâm hụt thương mại Mỹ cao kỷ lục trong 10 năm qua; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025. Mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành việc số hóa toàn bộ các dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch, doanh nghiệp lữ hành quốc tế, cơ sở lưu trú trong cả nước do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương và địa phương quản lý, hình thành hệ thống thông tin số về khu, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch và khách du lịch, phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm. Đến năm 2025, phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với hệ tri thức Việt số hóa và các mô hình đô thị thông minh, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên tiến khác phục vụ du khách, cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, góp phần đưa Việt Nam vào nhóm 4 quốc gia dẫn đầu về năng lực cạnh tranh du lịch của khu vực Đông Nam Á.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 163 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư để tăng quy mô hoạt động hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của chính doanh nghiệp. Mục đích phát hành phải được doanh nghiệp nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu theo quy định tại nghị định này. Việc sử dụng vốn huy động được từ phát hành trái phiếu phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư. Đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài việc tuân thủ quy định nêu trên, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được hạch toán, quản lý, theo dõi riêng và giải ngân cho các dự án bảo vệ môi trường theo phương án phát hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nghị định quy định rõ việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu. Thưa quý vị và các bạn, tôm hùm là một trong 15 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt quy hoạch phát triển vùng nuôi tôm hùm đến năm 2020, nhằm đưa nuôi tôm hùm trở thành ngành kinh tế trọng điểm của các tỉnh miền Trung. Thế nhưng lâu nay, nghề nuôi tôm hùm trong đầm vịnh luôn đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường do quá tải. Nuôi tôm ở vùng biển hở được xem là giải pháp để giảm tải cho các vùng đầm vịnh, vừa phát huy được tiềm lực nghề nuôi tôm hùm của Phú Yên. Vùng mặt nước Vịnh Xuân Đài những ngày cuối tháng 11 đầu tháng 12 năm 2018, tức một năm sau cơn bão số 12. Lồng bè nuôi tôm chật kín cả mặt vịnh. Số lồng tôm hùm thống kê chưa đầy đủ cho đến thời điểm hiện nay của riêng Vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông gấp hơn 2 lần so với năm ngoái. Với việc phát triển lồng nuôi ồ ạt như vậy, sự cố môi trường là khó tránh khỏi. Chính vì vậy, giải pháp nuôi tôm ở vùng biển hở nhằm giảm tải cho đầm vịnh đã được các ngành chức năng và chính quyền địa phương tính đến. Để mở rộng ra các cái vùng biển ngoài ấy, thì các địa phương cũng nên có những cái khảo sát các cái điều kiện về dòng chảy, điều kiện về môi trường và cái diễn biến thời tiết hàng năm để từ đó có những cái khuyến cáo và quy hoạch lại những cái vùng nuôi cho nó phù hợp đáp ứng được cái yêu cầu kỹ thuật. Khu vực trong đầm vịnh thì là thị xã đang đi là đang thực nhiệm vụ là giao đỡ nuôi cho bà con đảm bảo đời sống. Còn đối với những người mà nuôi mà theo hướng để làm giàu phát triển lên, dùng định hướng ra những cái vùng biển hở nuôi. Thứ nhất là nó đảm bảo được cái môi trường. Cái thứ hai nữa là trong đầm này đỡ dùng cho phát triển các ngành lồng khác. Theo các chuyên gia, Phú Yên có một vùng biển hở đủ rộng và phù hợp để nuôi tôm hùm. Làm được việc này sẽ giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là giảm tải trong vùng đầm vịnh. Và thứ hai là tạo điều kiện cho những tổ chức cá nhân có đủ tiềm lực về kinh tế đầu tư lớn và áp dụng các giải pháp kỹ thuật để nuôi tôm hùm trên biển dưới sự quản lý của nhà nước. Mở quy hoạch cái vùng biển hở. Cái thứ hai là phải có những cái nhà đầu tư mà vốn lớn để họ ra cái đầu tư cái vùng biển hở. Từ cái đầu tư cái vùng biển hở thì nó là chi phí rất là nhiều, đặc biệt là lồng bè là nó phải là giá trị rất là cao mà phải nuôi nhiều lồng thì mới đem lại hiệu quả. Còn là vấn đề là tàu thuyền ra vào, rồi cái vấn đề là giải pháp là khi cái vấn đề là cái chuyện là áp thấp nhiệt đới hay là biến động. Thì để những cái nhà đầu tư đấy thì ngoài cái chuyện đó là gì, cái chính sách chúng ta và có những cái điều kiện hỗ trợ cho họ để họ tạo những cái hạt nhân ban đầu. Tại các hội thảo chuyên đề về thủy sản được tổ chức tại tỉnh Phú Yên trong năm 2018, bên cạnh việc quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm đầm vịnh, các giải pháp kỹ thuật để nuôi tôm hùm ở vùng biển hở cũng được tính toán để phù hợp với điều kiện sóng gió mạnh. Hiện Phú Yên cũng đã thí điểm thành công vật liệu mới trong nuôi tôm hùm lồng bằng lưới hợp kim đồng. Vừa qua thì lồng gỗ thì bị hư, lồng được thóng hư nhưng lồng này nó không bị hư. Hai nữa là hạn chế rất nhiều cái công chăm sóc quản lý, tuổi thọ nó rất lâu và tôm cũng phát triển rất tốt, có hiệu quả. Và có thể nuôi ở được cái vùng biển hở, cái xu hướng để mình giảm bớt cái áp lực nuôi cái vùng biển bờ. Hiện tại công tác quy hoạch chi tiết vùng nuôi tôm hùm Vịnh Xuân Đài đang được triển khai tích cực. Tiếp đến là tiến hành quy hoạch chi tiết đầm Cù Mông. Mục tiêu là tạo điều kiện cho người dân được nuôi trong đầm vịnh với số lượng hợp lý, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội. Song song với đó, các giải pháp kỹ thuật để nuôi tôm ở vùng biển hở, trong đó chú trọng sử dụng vật liệu mới, có thể chống chịu được với gió bão và đối tượng là những tổ chức cá nhân có tiềm lực đầu tư, nuôi quy mô lớn. Thực hiện được hai việc này sẽ giảm tải môi trường đầm vịnh, vừa phát huy được tiềm lực nghề nuôi tôm hùm ở Phú Yên.
Mặc dù giá xuất khẩu trung bình của hầu hết các chủng loại chè chính tăng, nhưng giá trị xuất khẩu các chủng loại chè của Việt Nam vẫn giảm do lượng xuất khẩu giảm mạnh. Xuất khẩu chè của Việt Nam trong tháng 11 đạt 12.000 tấn, trị giá 23 triệu đô la Mỹ, giảm 2,5% về lượng nhưng tăng 3,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu chè đạt 116.000 tấn, trị giá 197 triệu đô la Mỹ, giảm 9,3% về lượng và 5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù giá xuất khẩu trung bình của hầu hết các chủng loại chè chính tăng, nhưng trị giá xuất khẩu các chủng loại chè của Việt Nam vẫn giảm do lượng chè xuất khẩu giảm mạnh. Thâm hụt thương mại Mỹ trong tháng 10 chạm mốc cao kỷ lục trong 10 năm qua, chủ yếu do người Mỹ tận dụng đồng đô la mạnh để chi tiêu và đẩy nhập khẩu lên mức cao nhất từng được ghi nhận. Báo cáo công bố của Bộ Thương mại Mỹ cho biết. Chênh lệch xuất nhập khẩu của Mỹ trong tháng 10 đã nhảy vọt 1,7% để chạm mốc 55,5 tỷ đô la Mỹ, được tạo đà từ mức nhập khẩu cao nhất trong lịch sử. Thâm hụt xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 10 cũng phá kỷ lục khi đạt 78 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Mỹ đạt mức cao, tăng 1,5%, đạt 266,5 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng nhập khẩu nhiều nhất bao gồm dược phẩm và linh kiện ô tô. Nhập khẩu một số nhóm hàng như máy tính và thiết bị viễn thông suy giảm nhưng không đủ lực để kéo xuống thành tích của các nhóm hàng dược phẩm và ô tô trong tháng 10. Tính chung trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, tổng thâm hụt thương mại của nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Singapore đã chế tạo ra loại vật liệu mới siêu nhẹ có khả năng cách âm, kháng nhiệt từ rác thải nhựa. Đây sẽ là loại vật liệu của tương lai với rất nhiều tiềm năng ứng dụng trong cuộc sống. Theo nhóm nghiên cứu, loại vật liệu siêu nhẹ mới có tên PET Aerogel được làm từ chai nhựa bỏ đi có đặc điểm vật lý mềm, đàn hồi và rất nhẹ. Một chai nhựa tái chế có thể tạo ra một tấm vật liệu Aerogel có kích thước bằng tờ giấy A4. Vật liệu này nếu được phủ hóa chất chống lửa, có thể chịu được nhiệt độ lên tới 620 độ C. Đây là mức chịu nhiệt cao gấp 7 lần so với khả năng chịu nhiệt ở quần áo lính cứu hỏa, trong khi chỉ nhẹ bằng 10% khối lượng của nó. Nhóm nghiên cứu hy vọng vật liệu mới này có thể giúp giảm bớt lượng rác thải nhựa trên toàn cầu. Theo chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc, mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra các đại dương, tiêu diệt nhiều loài thủy sinh vật và xâm nhập cả vào chuỗi thức ăn của con người. Còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến lễ Giáng sinh. Song không khí tưng bừng của ngày lễ này đã tràn ngập khắp nơi trên thế giới khi hàng trăm ông già tuyết xuất hiện trên nhiều đường phố cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa. Hơn 200 người trong trang phục ông già Noel đã tham gia các hoạt động trượt tuyết trong sự kiện Santa Sunday thường niên lần thứ 19 tại Maine. Sự kiện năm nay đã huy động được khoản tiền từ thiện trị giá 4.000 đô la Mỹ từ người dân địa phương. Tương tự, tại thành phố Liverpool của Anh, hơn 1.500 người trong trang phục ông già Noel cũng đã tham gia một giải đua thường niên mang tên Santa Dash. Những người tham dự sẽ thi tài ở các nội dung như chạy nhanh, chạy bộ và đi bộ với quãng đường dài 5 km quanh thành phố Liverpool. Còn tại Venezuela, những ông già tuyết đã có các hoạt động thiết thực mang lại niềm vui cho những gia đình nghèo ở thủ đô Caracas bằng những bộ quần áo mới và đồ ăn ngon. Các hoạt động này nằm trong chương trình Ông già Noel trên đường phố được khởi xướng từ năm 2006 khi một nhóm người bạn muốn chia sẻ niềm vui ngày lễ Giáng sinh tới những người thiếu thốn. Những người dân ở đây cho biết họ thật sự vui mừng và cảm kích khi nhìn thấy những ông già Noel mang đến những niềm vui trong giai đoạn khốn khó. Khi người dân thực sự đồng thuận, yếu tố then chốt trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương là thông tin cuối của chương trình thời sự tối nay. Trong những năm qua, phong trào hiến đất làm đường, xây dựng các tuyến đường giao thông ngày càng khang trang sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội là một việc làm ý nghĩa và phổ biến tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Yếu tố then chốt chính là ý thức tự nguyện của mỗi người dân, qua đó không chỉ hoàn thiện hệ thống hạ tầng mà còn giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, ghi nhận của phóng viên thời sự. Năm 2012, gia đình ông Tới ở thị trấn Maragui, huyện Đà Oai mua trên 1.300 m² đất tại tuyến đường Trần Bền Trọng thuộc tổ 8 để làm đất ở và đất sản xuất. Tuy nhiên, khi nhà nước có chủ trương mở rộng, nâng cấp tuyến đường Trần Bình Trọng để phục vụ việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, thì toàn bộ diện tích đất của ông Tới lại nằm trong phạm vi giải tỏa mở rộng. Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, ông Tới đã quyết định hiến toàn bộ diện tích đất của gia đình để xây dựng tuyến đường. Tôi thì nói chung là hiến đất tôi chẳng đòi hỏi cái quyền lợi gì hết. Hiến đất gọi là
Thứ nhất là để cho tức là con cháu mình về sau này nó đi, và bây giờ hiện tại những người bây giờ liên quan cái đường này để đi là chính thôi. Nói gương ông Tới, đến nay riêng tại tổ dân phố 8 đã có 150 hộ dân có diện tích đất trên tuyến đường cùng tham gia hiến hàng ngàn mét vuông đất, cây trồng trên đất để xây dựng các tuyến đường giao thông. Hộ ít thì vài chục mét vuông, hộ nhiều thì hàng trăm mét. Tất đất, tất vàng. Nhưng với người dân ở đây, tinh thần tập thể, tinh thần vì một cộng đồng xã hội phát triển còn đáng quý hơn. Thì qua công tác mà vận động tuyên truyền của dân để mà bà con đồng lòng thuận hết, thì trước hết là nó thực hiện là sự chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện, chủ trương huyện, và cái tình hình là xuất phát từ cái tinh thần của bà con lâu nay là có đường, có điện, có đường, có trường trại. Tất nhiên là trên các tuyến đường, mỗi tuyến đường sẽ có những con người rất là tốt, có những tuyến đường có những người tâm huyết, mặc dù những hộ hiến đất ít, mặc hộ hiến đất nhiều. Nói chung mà tuyến này mà đến giờ phút này thì cũng đã được sự quan tâm của nhà nước, thì cũng đã triển khai được tuyến đường này. Trước đây thì cái những cái con đường ở tổ 12 thì nó rất là u ám, nó còn gọi là y như kiểu các con đường mòn, đường xóm. Nhưng mà khi mà đã có cái chủ trương, có cái sự chỉ đạo ở trên về cái phát động cái phong trào hiến đất làm đường thì toàn dân là coi như rất là tích cực. Không chỉ các địa bàn thành thị mà đến các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào hiến đất làm đường giao thông góp phần thực hiện chương trình nông thôn mới thực sự lan tỏa, trở thành phong trào rộng khắp và phát triển mạnh mẽ. Đơn cử như tại xã Lát, một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của huyện Lạc Dương. Thời gian qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Bằng việc tham gia, đóng góp được hàng nghìn ngày công, hiến trên 10.000 mét vuông đất, chặt bỏ hàng nghìn cây trồng và nhiều công trình kiến trúc trên đất để làm đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy mà đến nay, trên địa bàn xã Lát đã có 100% tuyến đường từ trung tâm xã đến huyện đã được nhựa hóa, bê tông hóa, đảm bảo thuận tiện cho người và phương tiện lưu thông. Thì trước cũng khó khăn, thì quá khó khăn không phải không, nhưng mà đến bây giờ là nhà nước đã làm một cái con đường nhựa như thế này thì bà con rất phấn khởi. Đấy, cái thứ hai là về cái trong cái suối bà con chở cà phê, cà pháo thì tuy nhiên là nhà nước sẽ hỗ trợ một cái cầu. Đó là rất thuận lợi trong năm vừa rồi. Đấy, là nhà nước làm cầu như thế thì bà con cũng phấn khởi, có chở hàng hóa bây giờ là rất thuận tiện, thuận lợi. Để đáp ứng tất cả cái nguyện vọng của nhân dân và cũng như là đạt cái mục tiêu của công trình thì cái khó khăn nhất là trong vấn đề giải phóng mặt bằng. Thì ở huyện Lạc Dương cũng như là chủ đầu tư đã thành lập nhiều các tổ công tác cũng như là cái chỉ đạo sát sao của ban huyện và huyện ủy về cái tiếp cận và vận động nhân dân tham gia với nhà nước cùng làm đường. Cái thứ hai nữa thì để đảm bảo người dân lấy lòng tin của người dân thì chúng ta phải làm cái thực sự và cái công tâm để người dân nghe và hiểu và cũng chia sẻ với nhà nước. Với cái sự tham gia tích cực của người dân địa phương trong cái việc hiến đất để làm đường, làm các công trình giao thông thì từ đó đã góp phần tạo cái phong trào nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ để người dân chung tay cùng với nhà nước trong xây dựng nông thôn mới. Sức đóng góp của người dân bằng đất, bằng công, bằng tiền vào việc đầu tư xây dựng các công trình là rất lớn. Huyện Lạc Dương là chúng tôi đánh giá rất cao cái sự vào cuộc chung tay của người dân trong cái việc mà xây dựng cái kết cấu hạ tầng giao thông. Rõ ràng, chương trình xây dựng nông thôn mới không chỉ làm thay đổi những con đường mới, thay đổi những vùng quê mới, mà còn thể hiện ở ý thức, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của người dân. Với những việc làm hết sức ý nghĩa của ông Tới và hàng ngàn hộ dân tham gia phong trào hiến đất khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đã và đang từng ngày tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Điều này không chỉ giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, mà nó còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân vì một cộng đồng xã hội phát triển. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.